Rồi, video trường này Trần chia sẻ và giao lưu với mọi người một cái cây mai cúc lâm. Cây này cây đa thân. Hiện tại cây thì nó cao 1m1. Lên tới đỉnh ngọn nha mọi người. Lên tới đỉnh ngọn đây, cao 1m1. Còn tán rộng là 80. Hoành thân Trần đo được là 11 nha. Cái này có bộ dàn chân đế của nó bên dưới này. Ok. Dàn chân đế. Đế nở nha mọi người. Mọi người nhìn này, cái đó nó bành ra này. Bành ra không đầu cây nó thân nó dốc lên, thoát thân lên ngắn. À. Ngắn. À, các đòn tay thì nó ra đều tự nhiên. À, ra đều tự nhiên chứ không có đi ghim nọc. À. Đó mọi người xem nè ha. Được nuôi dưỡng trong cái chậu lọt lòng 45. Chậu xi măng. Rồi thì mình báo giá nhanh coi này là giá 1.200.000 nha mọi người. Giá không có thay đổi ha. Đó, 1.200.000. Là được một cái cây cúc rinh như thế này ha. Nào Trần đứng từ xe Trần quay cho mọi người xem ha. Phong tổng thể nó một lần nữa rồi mình kết thúc video. Cây nó ra đều tự nhiên nha mọi người. Mọi người mua về lấy giống thì ok. Giống đẹp. Cây này Trần đã lựa ra rồi. Cây giống rất là đẹp. Rồi xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ha.